Chào thầy và em tên là Nguyễn Đình Hùng, mã số sinh viên 1816120. Hôm nay sẽ thiết kế mạch vi điều khiển BX16F887 kết nối với hai led đơn và một nút nhấn on off. Nút nhấn sẽ điều khiển hai led theo quy trình sau. Ban đầu hai led tắt, nhấn on off lần một thì led một sáng, nhấn lần hai thì led hai sáng. Lúc này hai led cùng sáng. Khi hai led đó cùng sáng thì nhấn on off một thì led hai tắt. Nhấn tiếp lần nữa thì led màu tắt. Đầu tiên là vẽ mạch nguyên lý, thứ hai là vẽ lưu đồ, ba là viết code, bốn là mô phỏng chương trình. Từ đây bắt đầu em sẽ trình bày từng phần. Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thiết kế mạch sơ đồ nguyên lý của con vi xử lý 16F887 điều khiển hai led đơn sử dụng một công tắc. Đầu tiên mình sẽ lấy con vi xử lý BX16F887 ra. Đó, mình sẽ lấy mình sẽ làm một cái nút nhấn reset ở đây. Nút reset sẽ sử dụng một nút nhấn. Một cái điện trở 10 ký với một cái tụ phân cực này, cái tụ này phân cực lại sai lại trở xuống đây. Lấy một cái nguồn VCC, em mình sẽ nói cái chân meter reset clear của cái này với nút nhấn. Rồi, hai đầu của tổ với đầu còn lại của nhân sẽ nói xuống đất. Mình sẽ lấy đất đệm đất để nào là mình đã hoàn thành một nút nhấn reset của cái điều khiển hai đơn. Mình sẽ gắn cái tổ thạch anh vào. Trụ thạch anh là redstone, xem là hai đầu OSC1 và OSC2 sai lại. Đây, OSC1 đây, OSC2 đây. Xoay lại cho nó hợp lý một xíu. Ok. Tiếp theo mình sẽ gắn hai con led vào chân RD0 với RD1. Lấy hai con điện trở này. Hai con điện trở này 220 ohm thôi. Nếu mà chân RD0 và RD1 chuẩn bị 220 ohm.
Okay. Cái tụ này vừa nãy mình chưa chỉnh lại nữa, bây giờ chỉnh lại 10 mi thôi. Rồi sẽ nối đầu còn lại của điện trở vô hai con led. Rồi xoay nó lại. Okay. Sẽ nối xuống đất. Giờ mình sẽ nối nó ra của mình sẽ nối vô một nút nhấn. Nút nhấn sẽ nối vô R0. Đây cái nút nhấn. Cái điện trở một điểm đất và cái nguồn VCC đây. Đầu và lại cái điện chạm nó là dài không cho nên sẽ nói vô cái nhấn khi dòng đi qua nút nhấn ấn nút thì dòng nó sẽ xuống mát. Vậy là mình đã hoàn thành sơ đồ nguyên lý của cái mạch điều khiển hai led lên đây. Phần tiếp theo sẽ là vẽ lưu đồ, tên là begin, sau đó khai báo thư viện có hình tranh. Khai báo thư viện cần sau khi khai báo thư viện có hình tranh, khai báo led 1 và led 2 trạng thái off, rồi khai báo một cái biến n bằng 0, xong rồi xuống được kiểm tra điều kiện nút nhấn on off. Nếu nút nhấn on thì cho n nó tăng lên 1, n bằng n cộng n bằng n cộng 1 là 0 cộng 1 là bằng 1, được vẽ đúng thì cho nét nó sáng, xong rồi quay về kiểm tra điều kiện nút nhấn cho n nó tăng lên 2, xong rồi điều kiện đúng thì nét 2 sáng, quay về kiểm tra nút nhấn n bằng 3 sẽ cho nét 2 nó tắt, xong quay lên kiểm tra điều kiện n bằng 4 cho nét 1 tắt, rồi nhấn thêm cái nữa n sẽ 5, điều kiện này sai, sẽ quay về chỗ n bằng 1, nét 1 nó sẽ sáng. Rồi là lưu đồ đó kết thúc ở đây. Đầu tiên là khai báo thư viện của con PIC 16F887.H, sau đó khai báo thư viện của con tụ thạch anh, chọn sum clock cho tụ thạch anh là 8A. Khai báo led 1 là chân RD0, hai là chân RD1, nút nhấn switch là chân E0. Khai báo một cái biến n gửi dữ liệu integer 8 bit. Thành chương trình là set chit d về 0 output flag, nút m là switch là nút nhấn
ngõ vào, theo cho nó bằng 0, cho lớp 1 về mức thấp và lớp 2 về mức thấp. Theo phần kiểm tra chương trình rồi cho điều kiện if ngõ vào của nút nhấn bằng 0 thì thời gian trả của được an lành 50 giây. Điều kiện tiếp theo là ngõ vào switch bằng 0 cho một cái vòng lặp, nếu switch bằng 0 thì n sẽ tăng lên 1. Một cái điều kiện nếu mà x lớn hơn x n lớn hơn 4 thì cho n nó bằng 1. Theo giống như phần lưu đồ thì nếu x bằng 1 thì cho đèn led 1 về mức cao, nếu n bằng 2 thì cho led 2 lên mức cao, và x n bằng 3 thì cho led 2 xuống mức thấp, x n bằng 4 thì cho led 1 xuống mức thấp, và cho kết thúc kiểm tra. Đây, theo đến phần mô phỏng, mô phỏng sử dụng phần mềm đầu tết những cái mạch nguyên lý ban đầu đây là mạch nguyên lý ban đầu. Là sẽ nhấn đập vào cái bích 1887 mà chọn tổ hạng là 8 mê. Ở đây là cái tổ em chọn là 8 mê, sau đó đưa cái file C chương trình vừa nãy viết và chỗ phần Chrome file này nó ok rồi, cho chạy thử chương trình. Đầu tiên là ấn thì D1 sẽ cái sáng, ấn lần 2 thì D2 sẽ sáng, ấn lần 3 thì D2 tắt, ấn lần 4 thì D1 tắt, và lặp lại như thế. Theo nếu ấn nút reset này thì nó sẽ reset về trạng thái ban đầu. Vậy là phần trình bày bài 2 của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.